Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác. Xin chào toàn thể các bác có cái niềm đam mê là hái lan, trèo cây và bắt ong. Thì trong cái video ngày hôm nay thì cơ sở em lại tiếp tục vừa về ở xưởng về những cái bộ chân trèo cây hai đinh. Hàng vừa về đây, em vừa lấy ở trên xe hàng xuống và đang xếp ở đây để đẩy vào kho. Và cũng có một vài đơn hàng đóng vận chuyển trong ngày hôm nay. Thì hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 7 của năm 2021. Thì hàng vừa về thì cơ sở em lại tiếp tục làm một cái video giới thiệu về cái bộ chân trèo cây hai đinh dành cho các bác tham khảo trong cái video ngày hôm nay. Và ở phần cuối video thì cơ sở em xin được báo giá về cái nội dung, báo giá công khai về cái sản phẩm này. Các bác nào thực sự có nhu cầu hoặc thực sự quan tâm đến cái sản phẩm này, muốn biết giá thì xem hết cái video em giới thiệu, sau đấy thì cập nhật cái bảng giá. Nếu các bác có nhu cầu mua thì em xin được thông báo là các bác hãy điện trực tiếp cho bên cơ sở em theo hai số điện thoại ở bên góc trái của màn hình khi các bác xem cái video của cơ sở em ngày hôm nay. Và bây giờ thì em giới thiệu về cái sản phẩm chi tiết hơn cho các bác xem. Thì đây là một cái đôi sản phẩm, một bộ thì nó gồm có hai chiếc các bác nhé. Thì mỗi chân các bác sẽ sử dụng một chiếc, với một cái thiết kế như các bác có thể nhìn thấy trên khung hình ảnh đây. Thiết kế là cái quan trọng nhất là cái phần hai đinh ở phần bên dưới này thì được cơ sở em gia công bằng inox. Và đây là cái mối hàn, các bác thấy là cái mối hàn này nó cần phải rất là chắc chắn để đảm bảo là mình trèo lên nó không bị xước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bác khi sử dụng. Và với cái thiết kế cái chiều cong ôm chân này đấy thì bây giờ tùy theo cái cỡ chân đấy, trong trường hợp mà các bác chân nó hơi nhỏ hơn một chút thì các bác có thể uốn nó cong thêm vào cho nó vừa khít với chân của mình. Và đây là cái hệ dây đai, và đây là cái phần ôm bên chân bên trên, thì cái phần này nó sẽ ôm vào phía bắp chân, nó sẽ không bị đau các bác nhé. Cái này làm bằng xốp này. Và với những cái hệ dây này, đây các bác có thể thấy những khuy lỗ ở đây. Bây giờ em sẽ review thử, đeo thử một cái bộ sản phẩm vừa mới về đây. Thì đeo các bác, cách đeo thì các bác hướng cái sản phẩm vòng qua sau gót. Các bác hướng cái sản phẩm, hướng cái phần đinh này vào phía bên trong, lòng trong bên chân, bên trong. Về vòng bên ngoài. Rồi, xỏ vào cái dây kia. Luồn qua cái dây kia. Đây là người mẫu mới cho nên là chưa biết sử dụng cái này. Thì đây là em review cái hình thức thử đây. Đấy, các bác đeo ấy, đây là em test thử thôi. Còn khi sử dụng thì các bác sử dụng là kèm với lại phải đeo giày hoặc là đeo ủng thì nó mới trèo được nhá. Không thì nó rất là đau chân thì không thể nào mà trèo lên được. Cái này là mình phải luồn qua khuy ở đây. Và cái này các bác có nhu cầu quan tâm kỹ hơn về cách sử dụng từ chuyên gia đã hướng dẫn thì các bác bấm xuống đường link phía bên dưới. Thì cơ sở em đã có cái video test sản phẩm kỹ do là chuyên gia, chuyên trèo cây, chuyên trèo cây cao đã test rất là kỹ về cái sản phẩm này. Các bác bấm xuống đường link phía bên dưới thì cơ sở em sẽ cho các bác xem cái dụng cụ trèo cây này nó hiệu quả như thế nào. Còn bên bên kia chân, một chân đeo rồi rồi cái để dạ mà. Thì cũng tương tự như vậy. Và với cái việc mà các bác đeo vào như này đây. Với cái việc các bác đeo vào như này thì mình khi mình đeo vào mình vẫn có thể đi lại hoàn toàn ở trên điều kiện bình thường được. Rồi khóa phần bên trên. Thì đây vừa rồi cơ sở em vừa giới thiệu về cái lô hàng chân trèo cây hai đinh vừa mới về bên cơ sở nha em. Đấy, về được em lấy ở xưởng về là 30 bộ để chuẩn bị đóng hàng trong chiều nay. Thì cũng rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng dùng cái ủng hộ cái sản phẩm quốc trèo cây bên cơ sở nha em. Và giá công khai của cái bộ chân trèo cây hai đinh này hiện tại cơ sở nha em đang bán là 350.000 bao cước phí vận chuyển tận nhà cho các bác. Quyền lợi của các bác là được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng trước khi thanh toán tiền. Đấy, ưng ý thì các bác nhận. Không ưng ý hoặc là như thế nào không vừa ý thì các bác điện trực tiếp cho cơ sở bên em để khiếu lại và thắc mắc về cái sản phẩm này cũng như là đóng góp ý kiến. Các bác có nhu cầu mua hàng thì hãy điện trực tiếp cho cơ sở em theo hai số điện thoại ở bên phía góc phải, xin lỗi các bác, ở bên phía góc trái của màn hình trong cái video ngày hôm nay. Bên phía góc trái có hai số điện thoại, các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn hoặc gọi video trực tiếp cho cơ sở em để được xem hàng. Và trong cái video ngày hôm nay tiện ở đây thì em giới thiệu là cái bộ chân trèo này. Tuy nhiên là cơ sở em bán thêm cả cái bộ quốc trèo cây 4 đinh và cái dây bảo hộ nữa. Đấy, các bác có nhu cầu mua hoặc là quan tâm nhiều hơn về các sản phẩm thì có thể đăng ký kênh ủng hộ cho kênh em. Đấy, mỗi ngày em sẽ lên một vài cái sản phẩm mới cho các bác
có cái đam mê trèo cây bắt ong, tham khảo về các cái mẫu sản phẩm này cũng như là cả quần áo bắt ong nữa. Thì cái video ngày hôm nay thì cơ sở em xin được kết thúc ở đây. Xin chúc tất cả các bác mua bán thành công. Xin chào các bác.